Là chủ tiệm nail, bạn có muốn tìm cách để tạo nên một sự ấn tượng khác biệt để thu hút thêm khách vào tiệm bạn hay không? Bạn có muốn giữ chân những khách hàng quen thuộc hay mang lại thêm nhiều khách hàng mới không? Đây có lẽ là một câu hỏi mà tất cả người chủ đều muốn biết. Không quá khó, đến với Chewy Organic Supply, chúng tôi sẽ giúp mang lại sự thư giãn và ấm cúng cho khách hàng của bạn. Với sản phẩm chữa bệnh từ phương pháp giảm đau bằng thảo dược quấn cổ, vớ chân và găng tay làm từ 100% thảo dược thiên nhiên. Đặc biệt, không cần dùng điện khi sử dụng nóng để làm manicure, pedicure, kể cả tháo tất cả bột nhúng và gel polish. Hơn thế nữa, sản phẩm còn giúp hỗ trợ loại bỏ những cơn đau cổ, đau vai, giảm đau khớp tai, gân tai, khó chịu của cơ tai, giảm nhức mỏi, chuột rút và giúp tăng tuần hoàn máu, đem lại cho bờ vai, đôi chân, bàn tay, đứng ngồi quá lâu sau một ngày làm việc dài và đi lại quá nhiều. Sản phẩm này ngay lập tức mang lại sự dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Cách sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần bỏ Healing Herbal Wrap bao gồm cái bọc và túi thơm vô microwave 2 phút. Nếu thấy chưa nóng thì có thể tăng 30 giây cho mỗi lần tăng. Hay bạn có thể bỏ cái túi thơm vô một cái bọc ni lông và không cột lại, rồi bỏ cái túi đó vô tủ Tower Steamer và chỉnh tủ nóng từ 80 đến 90 độ là có thể dùng bất cứ lúc nào khi cần đến. Sử dụng lạnh, lấy túi thơm bỏ vô một cái bịch ni lông, rồi bỏ vô tủ đông lạnh từ 2 tiếng trở lên, khi sử dụng thì lấy ra. Hãy nhanh tay đem những sản phẩm trên về tiệm để khách bạn thưởng thức được sự tuyệt diệu này.